trời, con mụ kia. Hà Môn với chị Đoan nào? Hai quả hào không thì bảo không ăn nào. Được, hôm nay tao gọi con Long thì mày xong rồi. Con Long à! Đứa nào gọi mình nhỉ? Ngoan vậy có phải cô thương không? Sao không ăn mà nhá? Ôi, cái thằng này hay nhỉ? Ừ, hay thật. Nani? Nani? Của mình rồi. À, đây rồi. Những cái chó ấy. Sướng cho em, mày hôm qua mày cho tao cắt co. Có phải thằng kia đánh em không? Đúng rồi anh. Cái thằng kia, sao hôm qua mày đánh em tao hả? Đâu đâu, em có biết gì đâu. Nó còn cái nhà anh cho nó theo mày chặt nó đi. Chó này. Thôi 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 anh ơi, anh tha cho em đi, anh muốn gì em cũng cho đấy anh ạ. Ô, nó bảo nó cho mình cái gì kìa. Vậy mày cho tao con chó đi. Được được, để anh chạy về em bắt. Cho tao thằng đấy. Em chúa thật mà. Biết điều đấy. Là sao phát thi nha em. Cảm ơn nhá. Đi thôi anh. Chúng mày cứ đợi đấy. Bắt đầu. Yêu ơi. Bắt đầu. Chú cho ơi, con quỷ nó ăn mất con gà chú rồi. Bên cả thiết bị, mày đừng ăn tao. Con quỷ kia, mày có thả cháu tao ra không? Chú ơi, cứu cháu. Chú
mày chạy trước đi, con quỷ này để tao. Mày vào đây, nhỏ nó đây. Không biết nó chạy rồi. À, kia rồi. Dám trốn đây à? Chết đi con quỷ này, chết đi. Hả? Trời ơi, có thanh niên đẻo bên kia. Hay nhỉ, ở cái đất này dám có đứa nhìn trộm chú cháu mình nhỉ. Xuống cho chứ. Ê, kìa, sao mày nhìn đẻo chú cháu tao? Hả? Đúng rồi đấy, sao lại dám nhìn đẻo chú cháu tao? Tao nhìn trời nhìn đất, nhìn chó thì chúng mày. Hả? À, mày tao nào nhỉ, mày biết bố tao là ai không? Tao không biết. Không, chú nói cho nó biết bố cháu là ai. Ờ, thấy bố mày là ai vậy? Bố cháu mà chúng mày không biết à? Ờ, vậy thấy bố mày là ai? Cháu cũng không biết nữa. Tần sao ấy, mày nhìn đi chú cháu tao ấy, cục pha xuống nhớ chưa? Pha tao chỉ có bật như này, không bao giờ tắt. Chú nào người ta chơi nào bắt chặt. Đẩy gì chú nhỉ? Ờ, ở cái này chú cháu mình chưa vừa ngồi con thằng nào nhỉ? Ai ốt mà. Đúng mà dạng trẻ trâu, chưa trải sư đời. Ơ, cái này hay nhiều vậy nhỉ? Hay thế nhở, con này hay thế. Khiếp mồm bố mình to thế, bốc hai miếng mà đã hết cả con bim bim rồi. Đây rồi. Con kia, mày dám bay tao à? Ai bảo bố ăn hết bim bim của con? Con mất dạy này. Hai bố là mày bắt được con. Kia, mày đứng lại cho tao. Nhanh. Đạt ăn cơm đi. Không. Ăn cơm đi, ăn nốt bàn này rồi bố cho tiền mua đồ chơi. Không. Đi, đi lên mẹ. Đi. Chúng ơi, mày thấy có gì không? Cháu có à. Thấy có gì? Có chú à. Mày biết phải làm gì chưa? Cháu biết rồi. Phải làm gì? Ngồi ngắm nó à. Thằng nháo ấy, tao bảo mày ra bắt nó chứ mày ngắm nó à. Mày mà bắt được nó nha, tao thưởng cho mày 500.000. Chú ơi. Ơ, đồ ơi. Nani? Hả? Ây da, thằng này trông lại được việc phết nhỉ. Được hay. À, thằng này mày dám trộm chó à? Dám cướp chó trên địa bàn tao à? À, thằng chó này mày dám ăn trộm chó của tao à? Không phải như em nghĩ đâu. Mày còn cãi à? Nani? Ai ôi mà. Ôi trời ơi. Hả? Ai ôi mà. Hả? À, kia rồi, hôm nay mình phải trả thù cái vụ hôm qua mới được. Tiệc nay mà không có cua nhỉ. Cái gì kêu nhỉ? Sơ soạt nhỉ. Xin gì bị phát hiện. Hả? Thằng ngu. Dám chơi tao à? Cái ốc phải nấu ăn đi. Ai ốc đi mà. Mày cha cứ nào ném mình nhỉ? Ngạc thật đi. Biết ai ném nhỉ? À, ta biết thằng nào ném rồi nha. Hả? Ai ốc đi mà. Thật danh con này mày dám trêu tao hả? Ơ, sao chú Trương lại ở kia ấy nhỉ? À, mình lại có trò trêu chú Trương rồi. Nhảy, nhảy đi, tầng. Chú Trương ơi, chú làm gì ở đây đấy?
Con ngồi thấy ông mát chứ làm cái gì? Chú bảo cháu chạy nước cái. Có chạy nước mà mày không mở được. Cháu không mở được thì cháu mới bảo chú ấy chứ. Sao đưa đây xem nào. Chạy nước ngay mà không mở được. Ha, cháu xin. À, cứ danh thì phải dám lừa tao à? Ha. Cháu lừa cả bà ma chú đấy. Chết tiệt kia! Ba ba chú nha. Bim bim ngon thế nhở? Cho xin miếng. Em không muốn ăn hả? Ừ được. Chị cho cậu ăn này. Thằng con nhà mày nói gì đấy? Yeah, cho chú xin miếng. Chú có muốn ăn thật không? Đâu, ăn thì phải ăn thật chứ lại ăn giả. Ai cho chú gà túi? À, con này hôm nay tốt thế nhỉ? Chú xin nha. Ê, lại có bì ăn rồi. Miếng gì? Ai ui. Cái gì nhỉ? Cái gì vừa ta mình nhỉ? Chắc bảo rồi, chú không ăn được đâu. Mày lừa tao không? Lần này tao phải ăn bằng được cái gói này. Cái gì vậy? Cho nó bảo rồi, chú không bắt được con cháu đâu. À, cái giờ hôm nay mình phải trả thù cái vụ hôm qua mới được. Tiệc nay mà không có cua nhỉ? Cái gì kêu nhỉ? Sơ soạt nhỉ? Xin thì bị phát hiện. Hả? Thằng ngu! Dám chơi tao à? Xong là xong thế nào? Anh cứ ngồi đi về đi lên trời không mưa rồi. Mày không nhìn thấy nó đang đạp đây à? Hài vái. Mày là sao nhớ mà tao đấy? Mày quay cái trò gì? Ngọt, thằng tay giữa này. Chúng mày ăn gì chứ cho ăn bim bim kìa, chém chết nhỉ? Ngọt. Muốn khỏe đẹp thì hãy tập thể thao. Ai muốn khỏe đẹp? Chú chàng ta. Có chuyện gì đấy? Chú ăn cái gì mà ngon thế? Đâu, tao làm gì có gì ăn đâu. À, bim bim chú mày à? Bim bim của tao. À, chú ăn tập với bà cháu nhá. Thôi, chúng mày biết rồi. Vậy thì ra đây tao cho mỗi đứa một ít. Đây, cốp. À, bim bim của tao. Bim bim ngon thế nhỉ? Cháu cảm ơn chú nhá, cháu giả chú đây. Xe chưa sạch để tối đi tán gái. À, chung có xe đẹp nhỉ? Cho chú mượn tí. Mượn là mượn thế nào? Xe này để cháu đi tán gái đây. Mượn một tí, mấy khi có cái xe đẹp như này. Chú mua lấy mà dùng. Thằng chó này độc thật đấy. Trả xe này.
Châu dám lấy bể bơi của mình ra tắm à? Rồi chết với bà. Đây rồi. Thằng kia có xe nhìn lại nhỉ? Ừ nhỉ, tao mày lên xem đi. Thằng kia ra, nhìn lại. Ui, anh làm gì em vậy? Anh xuống xe nó bảo. Bọn anh là cướp à? Ừ. Bọn anh thấy xe mày đẹp quá, anh đến anh xem tí. Mấy ông rảnh nợ nhỉ? Thì tao đang đi trên đường, ra xem xe. Thế là mày cho tao xem tí đi. Tao 25 đầu bánh trưng rồi mà chưa nhìn cái xe nào lạ như thế này. Xe này cả thế giới có một con đấy đấy. Thế đi, nào, em mới đi thử. Được đấy, thôi để anh đi trước đi. Thôi, để anh đi trước. Ai không vậy? Anh đi em đi trước, ông không vừa đấy nhá. Để tôi. Thôi để anh. Thôi từ từ, từng ông lên một, cho cái ông gầy này lên trước đi. Thế mà, anh đã bảo là cần để anh đi. Ơ, ông này, làm gì vậy? Đi đi. Cái gì, không biết đi thì xuống. Nhưng mà bánh đâu? Bánh đâu? Biết bánh xe rồi. Làm sao vậy? Cháu làm mất bánh xe rồi, cháu về cháu bị mẹ đánh nát đi. Được rồi, để chú lo à. Xong rồi cháu à. Ôi trời ơi. Chú cho cái bánh này được không? Cứ tin là chú. Ô chú ơi, 10 điểm. Anh ơi, ra lấy hàng anh ơi. Hàng gì đây? Hàng gì ra xem, cứ hỏi hàng gì nhỉ? Hàng gì nhỉ? Mình nhớ là cái đặt đâu. Khéo con vợ mình nó lại đặt hàng linh tinh rồi. Gì mà không nhớ à? Chết luôn rồi đấy. Ai ôi mà. Cái cây người ta đâu nhỉ? Khéo cái lão này lại ăn trộm cái cây của mình rồi. Thế bao nhiêu vậy? Chờ em tí em xem bao nhiêu đã. À này. Ông đi làm gì vậy? Ông ăn cái cây tôi đúng không? Hả? Cây là cây thế nào? Từ đấy giờ tôi cầm hàng suốt rồi. Há một ra xem nào. Cái này. Anh nhá, ông ăn ấy thì ông thèm ông xin tôi một miếng. Vừa nãy ông đã ăn mất của tôi một miếng gì đấy. Thèm ăn cay cay của mày làm gì? Đeo lấy hàng chưa? Mẹ cái thằng này, đã ăn cay cay thì không lấy hàng à? Có thích không? Ui ôi. Đúng rồi. Ôi, nóng bức nhanh em đây. Làm mùa này mà được đi biển thì xứng biết mấy nhá. Đúng thế, trận này mà được đi biển nhỉ. Nhưng mà làm gì có tiền đâu mà đi biển. À, cháu có cách rồi. Gì đấy? Lương rất tốt thầy. Còn lâu nó mới cho đi. Không đi thì nghỉ việc. Rồi, vào đuổi cho nó đi biển. Đi biển. Chúng mày làm loạn nhà tao vậy à? Nắng nô này mày phải cho anh em đi biển, với động làm chi? Đưa lên chua cho đi thì nghỉ việc. Đi biển. Hay à, mẹ bọn này hôm nay phản mình à? Được rồi, tao sẽ chịu bọn mày. Chúng mày muốn đi biển đúng không? Được rồi, vậy chuẩn nhé, bị đi, tao cười nhé. Bà thằng Trung, tao mà mang vali to vậy? Cháu cầm vali ra đấy một ít cuộn đấy này cho mẹ ăn. À, thằng này đi ăn người côn phết nhỉ? Hay để tao vào tay vali cho mình. Thôi! Chó mày, sao biển ở đâu mà sẽ đi từ nay ra ngoài hết cả chân vẫn chưa đến đây. Thôi! Biển á? Đây! Ai ố thì mà! Sao mà đó được? Trung này tưởng là sao mà lại có nước lạnh ổn rồi. Ơ, chúng mày ơi, cô Trinh kìa. À, hôm nay vớ được cô Trinh rồi. Chúng mày có trả thù cô Trinh không? Có à? Đi đây. À, cô Trinh đang đi đâu đấy? Cô Trinh chạy. Này, chúng mày làm gì cô đây? Hôm nay á, cô chạy đằng dài. Hôm nay cô không quan tâm trả thù với chúng mày nhá. Khỏi tâm cho cô đi. Cô hôm nay chạy bằng trời. Anh em đâu? Bao. Vào. Đứng lại rồi. Ây ôi. Phải sợ. Quán kia, đứa nào đọc một con ta bước lên đây. Mình hai người sợ gì đâu ạ? Lên. Ừ, lên luôn. Ê. Tên chó kia, mày đưa tao à? Đi lên, đứa sau kìa. Đi lên.
cả cháu chở chú đi đâu vậy? Mày cứ đi đi, hỏi nhiều thế nhỉ? Sao chú không tự xuống mà đi? Tao giờ già rồi, đi bộ xa tao không chịu được. Nhưng mà chú lười thì có ấy. La 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 la. Chào em nhé. Vâng, em chào anh. Em đi đâu đấy? Em đi có việc tí. Thế xe cô đâu mà không đi? Xe em cắm rồi. Ôi may ra anh có cái xe ở đây. Em lên, em muốn đi đâu anh chở đi. Ui nhưng mà em ngại lắm. Ui dậy làm gì bị ngại. Lên xe à? Ui kìa, đi xe của mày à? Lên xe đi, anh chở đi. Mình làm đi. Ai ôi mà. Mày thấy con chó chưa? Hả? Đã cầm lại gần hay nói nhiều. Thế bây giờ tao vào trước hay là mày vào trước? Con này tao đợi mày hơi bị lâu đấy. Cửa cổng mở thì mày không vào. Mày đi lối đấy trèo làm cái gì? Thôi đi vào nhanh lên. Hành động thôi. Đi vào đây. Con mày có chó này dậy quá nhỉ. À, con kia, mọi người đang cầm tối cho tao à? Hả? Mày ở lại chơi vu biển nhá, tao về trước đây. Đi đâu? Tao ở đó được. Đi đây với tao, đi lên, mày, đô loạn với tao. Tớ về nó mà sư phụ tao. Mày giỏi mày gọi đây. Thằng nào dám bắt nạt mày? Bọn lăn lên đây sư phụ ạ. À. Được, ngươi dẫn đường đi. Bọn chúng có mấy thằng? Chúng có 4-5 thằng sư phụ ạ. À. Được, cứ đi theo ta. Trời ơi, sư phụ có làm sao không? Ê, tao không sao. Đi được. Sao sư phụ không đi? Sư phụ dừng lại làm gì? Ngươi dẫm lên áo ta. Sao ta đi được? Con nhầm. Làm sao? Muốn về? Sư phụ ơi, nó kia kìa, sư phụ lên đánh nó đi. Được rồi, để ta xử nó. Thử sư phụ thế nào để cho nó bẻ mất hai tay. Chẳng qua là hôm nay ta chưa ăn cơm. Lui nào thế không phải, lui. Ôi ôi. Thả ra đâu hả bạn ơi? Thả ra ra. Thả ra ra. Ui. Ui. Mình ở trên cây này. Ui. Đi. Hả? Mày cần vậy à? Không ai cứu được mày đâu. Đứng lại. Thả nó ra. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Xin vĩnh biệt cô. Thôi đi cô. Cô Trinh đổi đi, Doraemon. Thì anh biết như thế em sẽ an lòng để anh được nhẹ nhàng.